Hiện tại, rất nhiều máy bay cá nhân đang được sản xuất, nhưng chiếc này của công ty khởi nghiệp Deva Aero có trụ sở tại Washington chắc chắn có một trong những thiết kế đặc biệt nhất. Máy bay Deva Zero bao gồm một đĩa đen lớn với 8 cánh quạt gắn liền và giống như một chiếc đĩa bay thẳng đứng, Reuters đưa tin trong tuần này. Một video bên dưới cho thấy Deva Zero chạy bằng điện đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm không dây đầu tiên vào đầu năm nay. Các chuyến bay thử nghiệm hiện tại không có phi hành đoàn và được vận hành từ xa, nhưng nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ sớm bay nó với một phi công con người. Trong khi phương tiện sử dụng tư thế thẳng đứng khi cất cánh và hạ cánh, Deva Zero thực sự được thiết kế để nghiêng về phía trước khi tăng tốc độ. Một động tác chắc chắn sẽ khiến nó trông giống một chiếc đĩa bay hơn. Chiếc máy bay độc đáo này được thiết kế để đạt tốc độ 160 dặm một giờ và có tầm bay 50 dặm. Vì nó có thể cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, không cần đường băng, điều này lý tưởng cho các chuyến đi đến và đi từ các trung tâm đô thị. Được thành lập vào năm 2018, Deva Aero đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi GoFly năm 2020 của Boeing nhằm khuyến khích các kỹ sư thiết kế và chế tạo máy bay cá nhân. Công ty cũng đã giới thiệu chiếc máy bay này trong một chuyến bay có dây buộc tại triển lãm hàng không Dubai vào tháng 11 năm ngoái. Stephen Tibbitt, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Deva Aero, cho biết công ty hình dung máy bay của họ sẽ được sử dụng bởi những người phản ứng đầu tiên, giúp họ có một cách nhanh chóng để đến hiện trường khẩn cấp. Kỹ sư và phi công được đào tạo cho biết nếu có thể thương mại hóa chiếc xe này, nó có thể sẽ đi kèm mức giá khoảng 250.000 đô la Mỹ, khiến nó nằm ngoài tầm với của những người bình thường. Máy bay cũng sẽ cần sự gật đầu của các cơ quan quản lý, những người muốn được đảm bảo về sự an toàn của máy bay nếu nó được bay tự do trên bầu trời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.